Sau đây là hãng phim, một thành viên xin trân trọng giới thiệu tất cả mọi người một bộ phim mang tên là Cua Đấu, gồm có ba diễn viên thứ nhất chính là Chiến binh Cua Sư Giỏ Nâu, diễn viên thứ hai chính là Chiến binh Cua Sư Giỏ Xanh, và diễn viên thứ ba chính là diễn viên Quần Chúng. Thôi Quần Chúng khỏi dẹp đi. Rồi bây giờ bắt đầu vào trận đấu. Sau khi bắt đầu trận đấu thì diễn viên Quần Chúng bị hết vai rồi, mời đi qua bên nào. Đó, đúng rồi, đi ra đi. Rồi đây là diễn viên chính của chúng ta, hai diễn viên chính đây. Thì diễn viên Chiến Cua Binh Cua Sư Giỏ Xanh đã nắm được đầu của Chiến binh Cua Sư Giỏ Nâu. Giỏ Xanh rất là có kinh nghiệm trong việc chiến đấu, và Chiến binh Giỏ Nâu đã cảm thấy thua thiệt rồi, thôi yếu sức không lại thì bây giờ mình phải đi kiếm gì đó ăn uống để bồi bổ sức khỏe, đó chính là miếng năng mực tăng cường sức khỏe vô rồi ăn để chuẩn bị cho hiệp 2. Và bây giờ hiệp 2 được xin bắt được phép bắt đầu, vẫn là lần như lần đầu, Chiến binh Cua Sư Giỏ Xanh lại tiếp tục nắm thóp được chiến binh đầu được Chiến binh Cua Sư Giỏ Nâu và bắt đầu hành động gịch kéo cột vị sát vào bởi những cái móng, những cái càng thật là sắc bén để hạ gục đối thủ của mình. Và Chiến binh Cua Sư Giỏ Xanh lần này đã kinh nghiệm hơn để không để cho Chiến binh Cua Sư Giỏ Nâu leo thoát, quyết định bằng cách sẽ bám thật chặt cái nó, bám chặt vô xoay nó rồi leo đầu nó ngồi luôn, nhảy cho cha trên đó, nhảy lên đúng rồi. Và Chiến binh Cua Sư Giỏ Nâu cảm thấy cũng không có vừa, cũng ở đây cũng vừa thọc mà thọc lên, thì một hành động là dụ cho Chiến binh Cua Sư Giỏ Xanh gió xuống. Và đúng là kiếm thuật này rất là hay và có tác dụng ba trái. Rồi chạy đi đâu, chạy đi đình chiến nghỉ ngơi chút xíu. Và sau khi Chiến binh Cua Sư Giỏ Xanh đã phát hiện được ý đồ của Chiến binh Cua Sư Giỏ Nâu và đứng quan sát một hồi để coi Chiến binh Cua Sư Giỏ Nâu đi đâu. Rồi sau khi Chiến binh Cua Sư Giỏ Nâu đã đến được nơi mình cần đến, và Chiến binh Cua Sư Giỏ Xanh vừa thắng xong lên đã quyết định một cái gì là táo bạo, đó chính là leo lên khỏi nóc nhà. Rồi hành trình leo nóc nhà bây giờ xin được phép bắt đầu. Rồi nhắm lại cơ điểm nào, tìm đường leo lên. Đúng rồi, cố lên. Leo lên, đúng rồi. Rồi lần này Chiến binh Cua Sư Giỏ Xanh lại tiếp tục dùng chiêu cũ, đó chính là kinh công vượt đốt nhà vượt tường. Đây xích lại gần Chiến binh Cua Sư Giỏ Nâu, đó Chiến binh Cua Sư Giỏ Nâu đã phát hiện được rồi, bắt đầu quay xe nè. Rồi 2-3 kinh công nào. Ôi đây một màn thăm dò, hay tiếp tục thì ba nhau. Rồi Chiến binh Cua Sư Giỏ Xanh lại dùng kinh công vượt tường thì bay lên đầu Chiến binh Cua Sư Giỏ Xanh. Nào mọi người xem có chuyện gì đang xảy ra nào. Tiếp theo đây, mời mọi người xem. Một pha né đòn rất là hay đến từ Chiến binh Cua Sư Giỏ Nâu để tránh được màn leo lên đầu lần thứ ba của Chiến binh Cua Sư Giỏ Xanh. Và lần này Chiến binh Cua Sư Giỏ Nâu đã quyết định Làm gì đây? Coi nó làm gì nè. Thì vô, coi nó làm gì, không biết nó làm gì nữa, không biết là đến hay là sao. Rồi kiểu này chắc là không có đình chiến, chắc là đình chiến rồi đó mọi người. Thôi nghỉ giải lao trong ít phút nha. Và sau đây là tiết mục giải lao trong ít phút. Rồi mời mọi người theo tham gia hội của ông sĩ.